Thì tại sao những hãng xe điện lại không còn được người ta yêu thích nữa? Quý khán giả thì một vài tháng vừa qua, khán giả có nhớ không? Khang đã được có cơ hội được trải nghiệm khi gọi triển lãm xe tại thành phố LA hay là LA Auto Show. Trong ngày hôm đó thì mình đã được cơ hội gặp những rất là nhiều chiếc xe điện như là từ hãng Kia, hãng Lucid. Mình cũng đã được cơ hội nhìn thấy tận mắt chiếc xe Cybertruck giả và cũng đã gặp được chiếc xe Cybertruck thiệt. Và sau đó mình cũng có cơ hội nhìn tận mắt chiếc xe Semi-truck đầu tiên bằng điện. Nhưng một vài tháng gần đây, nếu mà mình để ý tin tức hoặc mình nhìn vào thị trường chứng khoán thì mình cũng để ý những cái hãng xe điện đã tụt xuống rất là nhiều, đặc biệt là VinFast, Lucid, Rivian, như là hãng Apple cũng đã tính làm một chiếc xe điện và cuối cùng họ cũng đã bỏ. Còn cái hãng xe điện mà gọi là nổi tiếng nhất thế giới thì sao? Như là hãng Tesla cũng vậy luôn. Và hôm nay Khang là một người chủ nhân của chiếc xe Tesla Model Y và đã chạy được gần 1 năm rưỡi. Khang muốn dùng cơ hội này để nói thêm về những điều gì mình không thích về chiếc xe điện Tesla Model Y nè. Xin khán giả cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Chứ LA là mình mới thấy vừa đang quay phim chiếc xe Honda. Wow, có thể đây chính là chiếc Honda mới không quý khán giả? Ok, quý khán giả một lần nữa trở lại chương trình Passport thành công năng, và Khang cũng cảm ơn khán giả đã tiếp tục theo dõi chương trình trên đài Little Sài Gòn TV. Và bây giờ mình đang ở ngoài cái car show, thì nói chung là nó rất là nhiều năng mọi người, mình không có cơ hội mà mình đi hết được cả cái car show, và để mình đã có một cái episode để nói về Kia, và sau đó mình có cơ hội mình tìm hiểu thêm về một vài chiếc xe điện nữa. Khán giả nào mà muốn xem những cái video về cái LA Auto Show năm nay thì xin khán giả hãy bấm những cái link ở trên đây hay là mình check trong cái playlist của cái channel của mình. Trước khi mình nói về những cái khuyết điểm của chiếc xe Tesla Model Y của Khang hay là những cái điều mà mình nên chú ý trước khi mình mua một chiếc xe điện Tesla Model Y, thì Khang cho quý khán giả tìm hiểu thêm một chút về chiếc xe điện Semi-truck 18-wheeler. Đó là chiếc xe bán tải 18 bánh bằng điện. Vì Khang nghĩ cái này là cái tương lai của về xe điện, họ sẽ nói thêm nhiều hơn. Xin khán giả cùng xem nè. Lâu quá Khang mới nghe đến cái Nikola. Nikola là nổi tiếng, là không phải nổi tiếng nhưng mà người trong một trong hãng đầu tiên mà nói về những chiếc xe bán tải, những xe 18-wheeler truck chạy bằng hydrogen năng, bằng điện năng mọi người. Cái này là chiếc Nikola nè. Cái lúc này Khang đang xem chiếc bán tải Nikola Hydrogen Fuel Semi Truck thì mình cũng không có biết nhiều đến lắm. Nhưng mà khi mà Khang về nhà, Khang mới tìm hiểu thêm về chiếc xe này, thì Khang biết chiếc xe này là không phải chạy bằng điện, nó chạy bằng nước, nó là Hydrogen Fuel. Và nó có thể chạy 330 mile range. Và hiện giờ người nào mà muốn mua một chiếc xe bán tải 18 bánh có thể mình trả tiền là 288.000 một chiếc xe bán tải nè mọi người. Thì đây cũng như Khang đã nói rồi, cái tương lai của xe điện sẽ là những chiếc xe bán tải lớn như vậy. Chiếc này lớn quá cho nên phải nằm ở ngoài đây. Ok, vậy bây giờ mình vô đề tài nè. Mình sẽ nói về những cái khuyết điểm của chiếc xe Tesla Model Y trước khi mọi người định mua chiếc Tesla nè. Alright, nghe nhắn giả. Và bây giờ mình sẽ lái xe đi về nè. Và cái cơ hội mà mình lái xe đi về, Khang sẽ muốn tiếp tục chia sẻ về sau 1 năm mình lái xe Tesla, cái điều gì mình thích và điều gì mình không thích. Quý khán giả cũng đã nghe những cái điều mà mình thích về chiếc Tesla. Và bây giờ Khang sẽ chia sẻ với khán giả về những cái điều gì mình không thích. Thì điều thích thì nó nhiều hơn điều không thích. Đây là những điều mà mình không thích. Biên giấy xuống không thôi mà không nhớ. Ok, đây. Kéo này lên một chút cho nó ồn, khó nghe.
Ok, và mình đang chạy chiếc Model Y của mình đang mọi người tại khu vực LA. Cái này, khu vực này thì có thể sẽ hơi lộn xộn nếu mà mình không chú ý. Ok. Oops. Ok. Và những điều gì mình không thích đi ha. Mình không thích trước hết là sau khi mình mua chiếc Tesla của mình trị giá gần 70.000 đồng thì Tesla đã xuống giá, và cái đầu tháng 1 năm 2024 xuống thành cũng cỡ là 48.000 đồng khán giả. Khán giả nào mà xem cái video kia lúc này thì cũng kỳ tì thôi nha. Có thể khán giả lên coi sẽ thấy giá sẽ lên lại 50.000 hay là dưới hơn 48.000. Nhưng mà lúc thời điểm này Khang đang cái Tesla là 48.000. Tại sao mình không thích? Mình cái giá tiền xe lên xuống là bình thường đúng không? Không thích là nó đã làm cho mình cảm thấy chiếc xe Tesla mình không có còn là unique nữa, là không còn đặc biệt nữa nè mọi người. Coi như là mình nghĩ là nó là unique là vì nó mắc tiền ít người có, nhưng mà bây giờ thì nó rẻ quá thì nhiều người mua, cho nên là hầu hết cái khán giả nào để ý trên đường xe, nhất là tại Lưu Sài Gòn của mình, đều thấy rất là nhiều người lái xe Tesla. Thì nó cũng là một cái điều tốt là nhiều người đang sử dụng những xe điện, nhưng mà nó mình cũng hơi thất vọng, mình hơi buồn một chút là cái xe mình như khúc đầu mình trả rất là nhiều tiền mà bây giờ cái giá nó thấp xuống rất là thấp, và nó cảm thấy như người nào cũng có hết. Cái đó là cái điều mà đầu tiên Khang không thích. Thì cái tiếp mà Khang không thích về Tesla là cái gọi là phantom braking. Cái này là chỉ xảy ra khi mà mình lái xe vào ban đêm, mình dùng auto drive. Nào khán giả, không biết khán giả nào mà có Tesla rồi có chị này có dùng auto drive mới biết cái này. Gọi là phantom braking là ban đêm mình chạy như là mình chạy trên freeway đi ha. Mình cứ để chiếc xe nó tự động chạy thì tự nhiên ngon lành, tự nhiên nó thắng. Mặc dù ở trước không có xe nào hết. Nó gọi là phantom braking, phantom kiểu như là ma đó. Và có nhiều người trên những cái đài YouTube Khang hay nghe nói là họ chọc giỡn là có thể đó là hồn ma rồi trên đường freeway, cho nên Tesla nó detect vậy. Nhưng mà nói thiệt ra thì Khang nghĩ là tại vì nó là mùa ban đêm, thường thường nó chỉ xảy ra ban đêm thôi khán giả. Thì Tesla cái nhiều lần cái sensor của nó tưởng là có người ở trước. Cái này nó cũng một phần nguy hiểm nè mọi người. Nguy hiểm là ví dụ như mình có xe nào ở ngoài sau đi mà chạy gần mình quá mà nó tự nhiên nó thắng, mình tự nhiên thắng thì người sau sẽ có thể đụng mình như không. Vậy đó là một cái điều kế tiếp mà Khang không thích gì về Tesla. Điều kế tiếp nữa đó là cái shape, cái hình thù của chiếc xe Tesla, cái shape của Tesla Khang rất là thích. Nó rất là smooth, nó rất là gọi là aerodynamic, là không có bị nhiều resistance, có thể pin nó có thể hoạt động được chạy nhiều mile hơn nữa. Nhưng mà cái khổ là cái ở ngoài sau đó, khi nó làm smooth như vậy ngoài sau, nó lại là nó mất đi cái phần một cái space, một cái chỗ. Ví dụ như mà nó là thẳng hơn một chút đi và nó cao cao hơn một chút thì có thể là mình sẽ có thêm được chỗ để mình bỏ những cái gì nó cao cao hơn một chút. Cái nhiều lần mình bỏ đồ mà nó đụng cái cửa đóng xuống đó, và nó đụng chạm cái đó thì nó lại không đóng kỹ. Nhiều lần mình đi xa rồi mình cái đó nó không đóng luôn, nên nó nguy hiểm, nên nhiều người có thể hầm mở cửa xe mình sao. Cái đó là một cái điều kế tiếp mà Khang không thích. Nữa là cũng có một vài người hỏi sau khi Khang làm những cái video Tesla đó, và nhất là cái video mà Khang nói về cái anh bạn Lauren Nguyễn Khang, bạn của Khang mà anh có xe cũng mấy năm rồi đó, thì anh có để ý về cái range drop không? Tại vì Tesla Model Y long range quảng cáo là 303 mile for cái full charge, nhưng mà khi mà bao nhiêu năm đã qua rồi thì nó có xuống không? What I hear like mấy người mà mua xe Tesla like they always feel like the car get better. Oh, I agree with that sentiment. Okay. Yeah, but the car, it was rated for, right, I think 300 and... Because mine's long range. Initially when it was rated, I think it's like around 305 miles or 310 miles okay. on a full charge. And then they, after 7 months, they pushed out an over-the-air update.
and the range increased. Thì để tiếp tục nói về những cái khuyết điểm của chiếc Tesla trước khi mọi người nên mua hay không mua. Đó là Full Self Auto Drive, đó là công nghệ tự động lái. Thì cái này bên hãng Tesla cũng nói chung đã hứa từ lâu rồi là mình sẽ có một xe tự động lái. Nhưng mà đến thời điểm này mình cũng vẫn chưa có cái gọi là Full Self Auto Drive chính thức. Full Self Auto Drive là gì? Thì xin khán giả cùng Khang và người bạn chỗ sở làm của Khang, anh Lauren Nguyễn, để tìm hiểu thêm một chút năng trước khi mình trở lại cái đề tài, những cái quyết điểm khác. Tại sao mình không nên mua chiếc xe Tesla? Alright, now it's full self-driving. Okay, so self-drive. It's speed limit 40. Uh-huh. Yeah. Như là mình chỉ cần đụng tay lái để... Nhưng mà nó sẽ... Tại vì Lauren bỏ cái address là Westminster Mall, đúng không? Yeah. Nhưng mà nó sẽ tự lái cho mình luôn. Yeah. À. Tại vì có thể nó đang detect hả? Yeah. Oh, I see. Và cái full self drive này là nó design nó tự lái cho mình từ destination A to B, đúng không? Yeah. Rồi nó còn có cái gì khác nữa rồi. Okay, so now not okay, cái này mình không có stop sign, right? Yeah, there's a stop sign right here on the right. Conservative approach now. Do you use it a lot? I use it more when I drive on freeway, and when it's like long distance. But locally, I feel like I drive faster. I want to get to point from point A to point B fast, so I just want to drive the car. Oh, wow. Okay. And then you know how you get right? Yeah. Nhưng mà maybe là càng lâu thì nhiều update nó sẽ càng better, đúng không? It's gonna get better progressively over time. Wow. So this is a private parking lot. It's driving inside a private parking lot. Before it wouldn't do that. I see. Yeah. Press the clear to resume. So. Okay, so it's near the alignment. Yeah, so it's gonna. I guess it's gonna stop somewhere in the front of the mall right here. Okay. Tại vì mình không có chọn đúng. And then okay, so besides auto drive, nó tự lấy destination A to B. Yeah. Nó còn. Yeah, we have arrived. Oh. This is the mall. There you go. Yep. And you didn't have to do anything. Yeah, that's it. See. Wow. Besides, nó tự auto drive cho mình. Cái package nó còn include gì nữa Lauren? What else do they have? Let's see, smart summon. It has smart summon? Smart parking. Like, okay. What do they call it? Okay. Yeah. Or parking assist or smart parking. Okay. Yeah. Thì nếu mình thử cái summon luôn hả? Yeah, sure. Okay, there's a car right here. See how it's slowly moving forward? Oh, I see. Okay, if you just want to stop. So this is manual? Yes. Okay, and then you can do automatically, all right? Right, so go automatically is when I press on go to target. Okay. All right, so now see go to target. Okay, I'll press see. That, it's going to come to us. All right, let's watch. Okay. Yeah, it's coming to us. Right moving. There we go. Backing up. Wow. I think it's going to follow the road, so it's not just going to come and cut through. I see. So you like, we're cut to follow the rule pretty much. Yeah. Ah. I see. Do people get freaked out? You know what I mean? Yeah. You know, if like, you stay in the car, just drive by, they're like, wait, who's in the car? Yeah. Và đó là một chút về cái full self driving. Mặc dù Khang không có full self driving trong chiếc Tesla Model Y của Khang, nhưng mà Khang nghĩ cái này là một cái khuyết điểm. Vì không có nên bỏ 12.000, 13.000 để mua cái công nghệ này chưa có hoàn hảo nè mọi người. Có thể mình chờ trong tương lai sẽ có thì mình mới nên mua. Ok, và bây giờ mình sẽ trở lại những cái khuyết điểm khác về chiếc Tesla. Và đặc biệt mình đang tiếp tục sẽ nói về cái quãng đường chạy, hay là mỗi lần mình sạc pin sẽ được chạy bao nhiêu mile. Mình ít khi mà mình chạy full hết coi như là hết pin luôn. Cho nên mình không có để ý nhiều, nhưng mà Khang để ý thường bây giờ cái full charge là nó cũng lên cỡ 280, cho nên nó cũng rớt xuống. Thì cái này mình cũng là một cái này, điều này thì mình cũng đã biết trước đó là từ lâu là Tesla là khi mà mình lái overtime, cái pin nó sẽ tự tưởng như là một cái pin mà mình mua đi, mình bỏ vào cái máy của mình, thì overtime cái pin nó sẽ bị giảm đi, thì nó cũng một phần đó. Nó mình mong là nó không có giảm xuống nhiều quá đi. Và dĩ nhiên là mình nói 303 là thường thường là tùy thôi nha mọi người, là khi mà mình mua Tesla thì nó tùy thôi. Mình chạy trong một cái perfect condition
thì mình có thể 303. Nhưng mà nếu mà mình chạy trong cái condition mà nó nhiều vấn đề thì có thể là 303 đó không phải là đúng 303 đâu nè. Ví dụ như là khi mà mình chạy xa, mình chạy xuống Palm Spring đi, lúc cái thời điểm đó nó lạnh cho nên cái xe lúc nào mình điều khiển nó như nó preconditioned đó, cho nên nó sẽ affect cái pin mình một chút khi mà nó phải cần sử dụng cái đó. Theo là theo cái thời tiết thôi, năng thời tiết thôi. Record a little bit too, okay? Because I'm doing this for just for memory. Yeah, that's definitely yeah. Okay, so I can give you guys a brief little presentation, show you how to access the car. Okay. Oh, so that's how it works? Yeah. Okay. So that means... Oh, okay. So once I accept it, it will open the door, right? Yeah, but then... Okay. Wow, nói đi nói lại thì nó cũng đã là một năm rưỡi sau khi mình mua chiếc xe Tesla Model Y hơn khán giả. Và người nào đang còn coi đến phút khúc này thì Khang cảm ơn mọi người. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục mình nói về những khuyết điểm của chiếc xe Tesla. Để có ai muốn định mua xe hay là không mua xe thì có thể video này sẽ giúp được một chút. Xin các khán giả tiếp tục nha. Khang không ưa về cái Tesla. Mặc dù tùy theo mùa thôi Năng. Cái mùa mà không có nhiều nắng đó, không phải mùa hè đó, thì Khang rất là thích cái roof này. Thì nó mở, những đứa con Khang rất là thích nhìn ra, nhìn máy bay bay, nhìn nhìn cloud, right? Mây, nhìn chim bay qua bay lại. Nhưng mà khi mà trời nắng thì nó rất là nóng, nó nóng hơn là những xe bình thường. Cái đó là mình không thích, thì nhưng mà cũng tùy thôi. Tùy cái season, cái mùa. Cái tiếp nữa là limited services. Là ví dụ như mình chạy xe xăng đi mà mình muốn sửa xe thì mình phải đem tới một cái tiệm sửa xe là sửa liền. Nhưng mà cái khổ Tesla là mình phải đem tới một cái tiệm nào gọi là certified Tesla service, certified service. Hay là tiệm Tesla. Thì cái nhiều lần mình muốn sửa liền mà mình không được, mình phải lấy appointment. Có lúc thì có, lúc thì không. Có lúc phải chờ một vài ngày, lúc phải chờ một tuần. Sau đó thì nó là một cái chuyện nó không được được hay lắm. Nhưng mà ước mong gì thì càng ngày nhiều người chạy Tesla thì sẽ có nhiều tiệm gọi là third party, nhiều tiệm mà thứ ba đó, họ sẽ có những cái Tesla service cho mình, thì mình sẽ được nhiều cái cơ hội hơn. Giống như là khi mà Khang đi thay bánh xe đó. Khúc đầu mình chỉ tưởng là chỉ Tesla mới có thể sửa được cái bánh xe mà bị đinh đó. Nhưng mà sau đó mình mới biết là những cái third party làm cũng được. Thì nó rẻ hơn và nó sẽ làm liền cho mình hơn. Và điều cuối cùng mà Khang không thích gì về Tesla là người đã làm lên Tesla. Đó là ông Elon Musk. Elon Musk. Ông Elon Musk hồi xưa bỏ rất là nhiều thời gian để tìm hiểu và tìm những cái công nghệ mới, tìm những cái công nghệ mới để làm cho chiếc xe điện ổng được gọi là top of the line, đứng hàng đầu. Nhưng mà vì bây giờ anh ta đang rất là bận về coi những cái chuyện coi như là không nên, như là mua hãng Twitter, hay là cái sự chú ý của anh ta về xe Tesla càng ngày nó hơi càng đi xa đi. Và mình đã mất một cái người mà có thể gọi innovative, là sáng kiến ra nhiều cái technology, công nghệ khác để làm cho Tesla hay hơn. Thì cái đó là một cái điều cũng hơi buồn, cho nên mình thấy Tesla đối với những cái chiếc xe khác, như là hôm nay mình đã cơ hội mình nhìn những chiếc xe mà Kia rồi đó, xe điện Kia, nó dù nó thua sau nhưng mà nó càng ngày nó càng thay đổi, nó càng có những cái công nghệ mới đẹp đẽ và gọi là attractive hơn cho những cái tuổi trẻ hay là những người thích xe điện. Cái đó là một vài điều mà Khang không thích gì về Tesla. Và một lần nữa cảm ơn khán giả đã xem chương trình Passport to Thành Công. Trong cái chương trình hôm nay, mình đã có cơ hội để review chiếc Tesla sau một năm Khang đã được lái chiếc xe Tesla.
và sẽ còn thêm một vài điều nữa. Thì chắc là mình lái càng nhiều thì mình sẽ biết ra những điều mình càng thích, hay là những điều mình càng ghét, hay là không thích. Thì đó là một điều Khang chia sẻ cho mọi người, và Khang biết rất là nhiều người, từ các cô chú lớn tuổi đến các bạn trẻ bây giờ đã có lái được Tesla. Và một lần nữa cảm ơn mọi người nha. Thank you, enjoy. Và cảm ơn mọi người đã xem chương trình Phát Số Thành Công, và xin trở lại những cái chương trình kế tiếp. Alright, bye bye.